chảy máu. Công chủ, không sao chứ? Không sao. Đi mau. Vị này chắc hẳn là vệ tướng quân có phải không? Rất hân hạnh. Dược Dương Cốc Tố Quyền, xin hỏi đã phạm tội gì mà khiến cho quan binh triều đình dễ bắt chứ? Vệ tướng quân đừng có ngoan cố. Dược Dương Cốc tài thế hùng mạnh, Tầm Dương Dân Thị cũng là thế gia danh trấn lừng lẫy trong kinh thành. Nếu không nắm chắc phần thắng thì Quyền Kính Ti ta cũng không dám tùy tiện đắc tội đâu. Thì ra là Quyền Kính Ti tự xưng là thay trời hành đạo đây sao? Dưới trần gian này còn có người nào các ngươi không dám đụng tới hả? Quyền Kính Ti tuy có thủ đoạn hơn người, nhưng cũng không làm những chuyện không có căn cứ đâu. Vệ tướng quân năm xưa cũng là người có phẩm cấp, không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Muốn xác định thân thế của ngài, ta nghĩ không phải là khó. Ông muốn làm gì? Vệ tướng quân là một người thông minh, dĩ nhiên cũng biết Quyền Kính Ti ta cần chính là ngài vẫn còn nguyên diện. Chỉ cần vệ tướng quân khoanh tay chịu trói thì những người của Dược Dương Cốc ta có thể tha cho họ đi. Còn không, ngài muốn liều đấu một phen sống chết với nhau thì cả đám người này chỉ còn cách chết chung với ngài thôi. Một người cũng đừng hòng sống sót. Tiểu Cốc Chủ, đừng nghe hắn ăn nói hàm hồ, chúng ta cứ sống lên đi. Vệ tướng quân thông minh đại nghĩa, ta cũng giữ lời hứa. Thả người, để các huynh đệ của Dược Dương Cốc đi trước một bước. Đi mau. Chúng tôi bỏ đi như vậy có còn là người không? Phải, không đi. Chúng tôi không đi đâu. Phải, không đi. Mà đi chết chung thì có ích gì? Lão Tình, ông hiểu rõ nhất. Mau trở về đi, bẩm báo lão Cốc Chủ. Nhảy lên. Tiểu Cốc Chủ, ngài nhất định phải gắng gượng. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đi mau đi. Mọi người không được cãi lệnh, mau đi theo ta. Sure. Thật đúng là cảm động. Lòng trung thành của đám người này với vệ tướng quân e là không kém lòng trung thành của vệ tướng quân đối với chủ cũ của mình đâu. Người đâu, thay ta chăm sóc vệ tướng quân cho đàng hoàng. Dạ. Trên đường đi phải mở thật to con mắt ra, vì vệ tướng quân này sợ rằng thà bản thân mình chịu chết để bảo vệ cho một số người. Chúng ta nhất định phải để ngài ấy còn sống về tới kinh thành. Đại thống lĩnh, tông chủ hiện giờ không tiện. Không cần nói nữa, Lê Cương đã nói với ta rồi.
Nhưng tới ngày mai ta phải cùng bệ hạ đi về sơn để thủ lăng ngày giỗ của hoàng thái hậu. Cộng với lộ trình đi về ít nhất phải mất 5 ngày. Không thăm ngài ấy một lần ta không yên tâm đâu. Được, mời. Thống lĩnh, các ngươi hãy nói thật với ta, rốt cuộc ngài ấy bị làm sao vậy? Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi bệnh tình của ngài ấy đã trở nặng như vậy chứ? Xin đại thống lĩnh đừng quá lo, chỉ biểu hiện nghiêm trọng vậy thôi, không có chuyện gì đâu. Biết đâu chờ tới 5 ngày sau ngài từ dãy sơn về đây, tâm chủ ngồi dậy được rồi. Nhờ mọi người chăm sóc giùm. Hãy nhớ, nếu có chuyện gì, bất luận là có xảy ra chuyện gì, nhất định phải sai người tới dãy sơn báo cho ta biết. Dạ. Dạ. Sáng sớm ngày mai con tiện thanh giá tới dãy sơn thủ lăng, chắc là sẽ bị lạnh lắm đó. Mau về nghỉ ngơi trước đi, hà tất phải chạy tới đây theo đúng quy củ làm gì? Nhi thần chỉ muốn hiếu thuận hơn với mẫu hậu thôi, chứ không phải theo quy củ. Lùi xuống đi, ta nói chuyện riêng với hoàng nhi. Dạ. Yeah. Là có chuyện gì sao? Con có chuyện này cần nhờ mẫu hậu giúp đỡ. Sự tình không khó, nhưng sau đó chị em mẫu hậu phải chịu chút thiệt thôi. Là chuyện gì? Con nói rõ ràng hơn đi. Nhi thần định nhờ mẫu hậu đi tới chỉ là cùng một chuyến điều tra thủ thuốc của tỉnh phi. Điều tra chỉ là cung? Ừ. Con muốn điều tra chuyện gì? Nhi thần không muốn điều tra gì hết, cũng không điều tra được đồ vật gì quan trọng. Nhi thần chỉ muốn nhờ mẫu hậu nhân lúc phụ hoàng không ở trong cung tới chỉ là cung lục soát tất cả thảo dược. Viện thái y tự sẽ có người giám định xem những thảo dược này dược tính rất mạnh, hại sức khỏe con người. Mẫu hậu lấy đó làm lý do, nói tỉnh phi cố ý làm hại Long Thể, rồi bắt giam bãi đưa về thẩm vấn. Nếu có thể xử lý tỉnh phi một cách đơn giản như vậy, bổn cung còn cần con tới chỉ dạy sao? Chưa nói tới tỉnh phi trước giờ cẩn thận, tất cả đồ dùng bà ta dùng đều được nội định ti cung phụng thái y viện kiểm tra. Cho dù thực sự kiểm tra có thảo dược bà ta tự ý đem vào cung, thì với ưng sủng của bệ hạ với bà ta, e là người cũng không tin tội danh chúng ta gán đó. Hơn nữa, mẹ con của tỉnh phi ở trong cung không có thân thích, đều nhờ bệ hạ chống đỡ. Nếu nói lúc này bà ta muốn hại bệ hạ, ngay cả ta cũng không tin đâu. Mẫu hậu đừng lo, đây chỉ là cái cớ để làm khó tỉnh phi thôi, chứ không hy vọng có thể chứng minh được điều gì. Nếu không phải muốn chứng minh thì làm ra chuyện này để làm gì? Bà ta là phi tần, bổn cung đâu thể thừa lúc bệ hạ đi vắng bà lấy mạng của bà ta. Bà ta ráng chịu đựng vài ngày, chờ bệ hạ về cung rồi, bổn cung không những phải ngoan ngoãn thả người mà còn khó tránh bị bệ hạ trách phạt. Làm như vậy để làm gì chứ? Cho nên lúc nãy Di Thần mới nói chuyện này không khó, nhưng sau đó e là mẫu hậu phải chịu chút thiệt thôi. Con đang ở ngoài kia mưu tính những chuyện gì hả? Đúng là chuyện gì cũng không giấu được mẫu hậu. Đúng là Nhi Thần đang có kế hoạch ở ngoài. Trận đánh trong cung này chẳng qua chỉ là phối hợp thôi. Chờ xong chuyện rồi, Nhi Thần sẽ giải quyết tường tận cho mẫu hậu biết. Mẫu hậu thông tuệ như vậy, lúc đó nghe nói sẽ hiểu ngay. Thực sự quan trọng tới vậy sao? Liên quan tới thành bại. Thôi được, cái tính trong bông có gai của tỉnh phi
quả thực khiến bổn cung chướng mắt đã lâu. Coi như Trúc Dận cũng tốt, quá lắm thì chỉ bị khiển trách một trận. Bổn cung là chủ của Lục cung, bệ hạ cũng không thể làm gì ta. Nhi thần đa tạ mẫu hậu. Hoàng Nhi khổ tâm, mẫu hậu cũng biết. Cảnh Tuyên không còn nữa, lại chạy ra thêm một cảnh Diễm, chưa từng có một ngày yên thân. Cũng tại mẫu hậu vô dụng. Nếu như mẫu hậu được lòng của hoàng thượng thì Hoàng Nhi sớm đã làm thái tử rồi. Mẫu hậu đừng bao giờ nói vậy. Nếu không nhờ có mẫu hậu bảo vệ, tới nay không biết nhi thần còn bị người ta ăn hiếp tới cỡ nào. Người yên tâm, nhi thần sẽ đòi lại công bằng cho người. Lần trước Kỳ Hồng nói phụ hoàng trước giờ không nhắc tới tường tần sanh mẫu của con, phải thật sự là người ti tiện hạ cấp tới vậy sao? Từ nhỏ tới bây giờ con cứ theo hỏi ta câu chuyện cũ này, không phải mẫu hậu không nói, mà thực sự là ta không biết rõ. Ta chỉ biết sanh mẫu của con tường tần là bệ hạ quen biết ở ngoài cung thôi. Từ khi bà ta theo phụ hoàng của con thì vẫn luôn ở trong hành cung ngoại thành. Sau đó nữa thì nghe tin mẫu thân của con qua đời, phụ hoàng con mới đưa con vào hoàng cung này. Tình hình lúc đó ít nhiều con cũng có chút ấn tượng, nhưng đã qua lâu ngày nên cũng không còn nhớ gì. Câu chuyện này cũng chỉ có phụ hoàng con biết rõ nhất mà thôi. Nhớ lúc còn nhỏ con đã từng hỏi người mấy lần, nhưng người không chịu nói một tiếng nào. Có lẽ Kỳ Hồng nói đúng, sanh mẫu con thật sự là ti tiện tới mức phụ hoàng không muốn chắc tới.